Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Tám sự kiện lịch sử dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất. Theo History, chủ nghĩa đế quốc, lòng tự hào dân tộc và liên minh giữa các quốc gia đều đóng một vai trò quan trọng trong việc gây ra những căng thẳng có thể bùng phát thành chiến tranh. Chiến tranh thế giới thứ nhất kéo dài từ 1914-1918 là một trong những cuộc tàn sát kinh hoàng nhất mà thế giới chứng kiến, với hơn 16 triệu quân nhân và người dân thiệt mạng. Chiến tranh thế giới thứ nhất làm thay đổi hoàn toàn bản đồ chính trị thế giới, dẫn đến sự sụp đổ của các đế quốc Áo, Hung, Ottoman và Nga, vốn đã tồn tại trong nhiều thế kỷ và hình thành các quốc gia mới thay thế. Sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, tình trạng hỗn loạn chính trị và biến động xã hội vẫn tiếp diễn, dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu thậm chí còn lớn hơn và nghiêm trọng hơn trong hai thập kỷ sau đó. Sự kiện gây ra Thế chiến thứ nhất là vụ ám sát người thừa kế của đế quốc Áo Hung là Archduke Ferdinand vào năm 1914. Tuy nhiên, các nhà sử học lại nói rằng chiến tranh thế giới thứ nhất là đỉnh điểm của một chuỗi các sự kiện kéo dài từ cuối những năm 1800. Các sự kiện dẫn đến chiến tranh bao gồm rất nhiều tính toán và hành động sai lầm dẫn đến những hậu quả không lường trước được. Theo History, dưới đây là 8 sự kiện lịch sử dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất. 1. Liên minh Pháp-Nga 1894. Cả Nga và Pháp, thua cuộc trong chiến tranh Pháp phổ năm 1870-1871, đều lo sợ sức mạnh đang trỗi dậy của Đức, vốn đã liên minh với Áo Hung và Italia. Bởi vậy, hai quốc gia quyết định hợp lực để bảo vệ lẫn nhau. Đó là sự khởi đầu của Triple Entente, đồng minh ba bên trong Thế chiến thứ nhất. Theo suy nghĩ của tôi, chính sự hợp lực của đồng minh ba bên tham gia theo từng giai đoạn, Liên minh Pháp-Nga 1894, Liên minh Anh-Pháp 1904 và Hiệp ước Anh-Nga 1907 thực sự củng cố hệ thống các thỏa thuận ngoại giao đã hình thành nên các khối đối lập gây ra chiến tranh vào năm 1914. Richard Fogarty, phó giáo sư lịch sử tại Đại học Albany của Mỹ giải thích rằng hệ thống liên minh đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cuộc chiến và thậm chí thúc đẩy cuộc chiến khi tạo ra kỳ vọng về sự ganh đua và cạnh tranh quốc tế. Ông Fogarty nói thêm. 2. Luật Hải quân đầu tiên của nước Đức năm 1898. Đạo luật này được ủng hộ bởi Bộ trưởng Hải quân Đế quốc Đức, Đô đốc Alfred von Tirpitz đã mở rộng đáng kể quy mô hạm đội chiến đấu của Đức. Trong đó, Đô đốc Alfred von Tirpitz cam kết xây dựng một hải quân có khả năng cạnh tranh với hải quân của Hoàng gia Anh. Ông Tirpitz buộc Anh tham gia liên minh với Đức theo điều kiện của Đức. Eugene Berger, phó giáo sư nghiên cứu về lịch sử, hòa bình, công lý và xung đột tại Đại học DePauw của Mỹ cho biết. Trong khi đó, người Anh phản ứng bằng cách đóng nhiều tàu hơn và chấm dứt chính sách cô lập Vinh Quang vào cuối những năm 1880 để thành lập liên minh với Nhật Bản, Pháp và Nga. Luật hải quân của Đức đã tạo ra những hậu quả không mong muốn. Cuối cùng, họ đã xa lánh cả chính phủ và công chúng của Anh trước chiến tranh. Ông Berger viết trong một email. 3. Chiến tranh Nga-Nhật 1904-1905. Sa hoàng Nicholas II muốn có một cảng cho phép hải quân và tàu thương mại của ông tiếp cận Thái Bình Dương. Nhật coi sự gây hấn ngày càng tăng của Nga là một mối đe dọa và đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào hạm đội của Sa hoàng Nicholas II tại cảng Arthur. Cuộc chiến tranh diễn ra cả trên biển và trên bộ đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Nhật. Ông Berger lưu ý rằng cuộc chiến tranh đã giúp thay đổi cán cân quyền lực của châu Âu. Các đồng minh của Nga, Pháp và Anh vốn là đồng minh với Nhật Bản đã ký thỏa thuận riêng vào năm 1904 để tránh bị lôi kéo vào cuộc chiến. Sau đó, Pháp đã thuyết phục Nga tham gia liên minh với Anh, đặt nền móng cho liên minh trong Thế chiến thứ nhất. 4. Áo Hung sát nhập Bosnia và Herzegovina năm 1908. Theo một hiệp ước năm 1878, Áo Hung đang cai trị Bosnia và Herzegovina, mặc dù mặt kỹ thuật, họ vẫn là một phần của đế quốc Ottoman. Tuy nhiên, sau khi chính phủ Áo Hung sát nhập lãnh thổ của họ, động thái này đã vấp phải sự phản đối. Hai tỉnh có dân số chủ yếu là người Sla muốn có đất nước riêng của họ, trong khi người Sla ở gần Serbia có tham vọng chiếm đoạt các tỉnh. Trong các đế chế đa sắc tộc, lòng tự hào dân tộc đã thúc đẩy sự phản kháng đối với những người thống trị. Căng thẳng
trở lên ở vùng Ban Căng, nơi những người Sla chống lại sự thống trị của Áo Hùng. Doran Kat, người phụ trách bảo tàng và đài tưởng niệm chiến tranh thế giới thứ nhất cho biết, ngoài ra, động thái này đã đưa nước Nga, nước tự coi mình là người bảo vệ Serbia, tiến tới một cuộc đối đầu với đế quốc Áo Hùng. 5. Cuộc khủng hoảng Maroc thứ hai 1919. Pháp và Đức đã tấn công Maroc trong nhiều năm, nơi hoàng đế Castel Wilhelm II của Đức can thiệp vào việc gây áp lực với liên minh Pháp-Anh trong cuộc khủng hoảng Maroc lần thứ nhất năm 1905. Hoàng đế Castel Wilhelm II đã đi thuyền đến Tangier để bày tỏ sự ủng hộ đối với quốc vương Maroc nhằm chống lại các lợi ích của Pháp. Tuy nhiên, thay vì lùi bước trước cuộc xung đột, Anh lại ủng hộ nước Pháp. Trong cuộc khủng hoảng Maroc thứ hai vào năm 1911, Ngoại trưởng Đức là Alfred von Kittelen đã gửi một tàu tuần dương hải quân đến neo đậu tại một bến cảng trên bờ biển Maroc để phản ứng với một cuộc nổi dậy của bộ lạc mà nước Đức cho rằng đang được Pháp hậu thuẫn với lý do giành lấy đất nước. Một lần nữa, Anh lại ủng hộ Pháp. Cuối cùng, Đức buộc phải đồng ý công nhận một chế độ bảo hộ của Pháp ở Maroc. Hai cuộc khủng hoảng đã đưa Anh, Pháp xích lại gần nhau hơn và thúc đẩy một cuộc đối đầu với nước Đức. 6. Italia xâm lược Libya năm 1911. Nhà nước Italia thời hiện đại, kể từ 1861, phần lớn bị gạt ra khỏi cuộc chiến tranh, đã xây dựng Anh, Pháp và các cường quốc khác thành các đế quốc trên toàn thế giới. Phó giáo sư Fogarty giải thích rằng, chính phủ Italia đã nhắm mục tiêu vào Libya, một quốc gia Bắc Phi chưa bị một cường quốc Tây Âu nào tuyên bố chủ quyền và quyết định lấy nó từ đế chế Ottoman. Chiến tranh Italia-Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc bằng một hiệp ước hòa bình, nhưng quân đội Ottoman đã rời Libya và cho Italia làm thuộc địa. Đây là cuộc xung đột quân sự đầu tiên có ném bom trên không, nhưng với ý nghĩa thực sự là nhằm phơi bày sự lung lay của đế chế Ottoman và sự kiểm soát lỏng lẻo đối với các lãnh thổ hải ngoại. Đó là một trong những yếu tố dẫn đến Thế chiến thứ nhất, mà ông Fogarty cho là cuộc chiến của các đế chế, một số đang mở rộng hoặc tìm cách bành trướng, một số thì muốn giữ lấy những gì họ có, một số khác không muốn mất những gì họ đã để lại. 7. Các cuộc chiến tranh Ban Căng năm 1912-1913. Serbia, Bulgaria, Montenegro và Hy Lạp là những quốc gia đã tách khỏi đế chế Ottoman trong những năm 1800, đã thành lập một liên minh gọi là Liên đoàn Ban Căng. Liên minh này do Nga hậu thuẫn nhằm lấy đi nhiều hơn nữa lãnh thổ còn lại của Thổ Nhĩ Kỳ ở Ban Căng. Trong chiến tranh Ban Căng lần thứ nhất 1912, Serbia, Hy Lạp và Montenegro đã đánh bại các lực lượng của Ottoman và buộc họ phải đồng ý với một hiệp định đình chiến. Tuy nhiên, Liên đoàn Ban Căng nhanh chóng tan rã và trong chiến tranh Ban Căng lần thứ hai, Bulgaria đã chiến đấu với Hy Lạp và Serbia tại Macedonia, đồng thời đế quốc Ottoman và Romania cũng lao vào cuộc chiến chống lại Bulgaria. Cuối cùng, Bulgaria đã bị đánh bại. Các cuộc chiến tranh Ban Căng khiến khu vực này càng trở nên bất ổn hơn. Trong khoảng trống quyền lực do đế quốc Ottoman để lại, căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Serbia và Áo Hùng. Điều này đã khiến nhiều đế quốc Áo Hùng và đồng minh của họ, Đức, quyết định rằng một cuộc chiến với Serbia là cần thiết vào thời điểm nào đó để ủng hộ và củng cố vị thế của Áo Hùng. Nhiều nhà sử học coi các cuộc chiến tranh Ban Căng là sự khởi đầu thực sự của chiến tranh thế giới thứ nhất, Phó giáo sư Fogarty nói. 8. Vụ ám sát Thái tử Franz Ferdinand của Áo vào năm 1914. Franz Ferdinand, người thừa kế ngai vàng Áo Hùng, đã đến Sarajevo để kiểm tra quân đội đóng ở Bosnia và Herzegovina. Thái tử Ferdinand và vợ là Sofia đã bị bắn chết trong xe hơi. Vụ ám sát làm nổi bật chủ nghĩa dân tộc đang kéo đế quốc Áo Hùng chia rẽ, ông Fogarty nói. Bên cạnh đó, căng thẳng giữa các cường quốc châu Âu ngày càng gia tăng khi họ đứng về các bên khác nhau trong cuộc khủng hoảng. Theo History, vụ ám sát Thái tử đã đặt cả đế quốc Áo Hung và Nga, vốn tự coi mình là người bảo vệ người Serbia, vào thế ràng buộc. Không bên nào trong số này muốn lùi bước và tỏ ra yếu thế. Lo sợ một cuộc chiến sẽ kéo theo, Nga, Áo Hung đã yêu cầu sự giúp đỡ từ Đức. Đức cam kết sẽ ủng hộ nếu Áo Hung sử dụng vũ lực chống lại người Serbia. Sự ủng hộ của Đức đã khuyến khích Áo Hung tuyên chiến với Serbia vào ngày 28 tháng 7, 1914. Hai ngày sau, quân đội Nga được huy động và Đức nhận thấy rằng họ cũng đang ở trong thế bị ràng buộc. Đức không muốn chiến đấu với cả Nga và đồng minh của họ là Pháp trên hai mặt trận cùng một lúc
Bởi vậy, bắt buộc phải loại quân đội Pháp ra khỏi cuộc chiến trước khi Nga sẵn sàng chiến đấu. Đức tuyên chiến với Nga vào ngày 1 tháng 8 1914 và 2 ngày sau đó tuyên chiến với Pháp. Các lực lượng của Đức đã tập trung tại biên giới của Bỉ, nơi họ dự định sẽ vượt qua để xâm lược nước Pháp. Sau đó, Bỉ kêu gọi sự giúp đỡ vào ngày 4 tháng 8 1914, Anh tuyên chiến với Đức. Chiến tranh Thế giới thứ nhất nổ ra từ đó. So sánh Chiến tranh Thế giới thứ nhất 1914-1918 và Chiến tranh Thế giới thứ hai 1939-1945. Chiến tranh Thế giới thứ nhất là một trong những sự kiện có ảnh hưởng nhất trong lịch sử thế giới bởi quy mô và tác động của nó. Cuộc chiến này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Chiến tranh Thế giới thứ nhất và Chiến tranh Thế giới thứ hai là hai cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử thế giới. Vậy hai cuộc chiến tranh này có những điểm giống và khác nhau như thế nào? Trong video ngày hôm nay, Theo dòng lịch sử sẽ giúp quý vị và khán thính giả hiểu rõ về hai cuộc chiến tranh thế giới thông qua sự so sánh như sau. 1. Khái quát về Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Chiến tranh Thế giới thứ nhất 1914-1918 là một trong những sự kiện có ảnh hưởng nhất trong lịch sử thế giới bởi quy mô và tác động của nó. Cuộc chiến này xuất phát từ những nguyên nhân. Thứ nhất, nguyên nhân sâu xa. Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa ngày càng gay gắt là nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc chiến tranh này. Thứ hai, nguyên nhân trực tiếp. Sự hình thành hai khối quân sự đối lập kình địch nhau, khối liên minh Đức-Áo-Hung-Italia và khối hiệp ước Anh-Pháp-Nga. Ngày 28 tháng 6 1914, Thái tử Áo-Hung bị một phần tử khủng bố ở Serbia ám sát. Quân phiệt Đức, Áo-Hung chớp lấy cơ hội này để gây hấn chiến tranh. Cuộc chiến tranh diễn ra từ năm 1914 kéo dài đến 1918 và được chia ra làm hai giai đoạn. Kết cục của cuộc chiến tranh là sự thất bại của phe Đức Áo Hùng. Cuộc chiến đã để lại những hậu quả nặng nề, khoảng 1,5 tỷ người bị cuốn vào vòng khói lửa, 10 triệu người chết, trên 20 triệu người bị thương, nền kinh tế châu Âu bị kiệt quệ. 2. Khái quát về Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chiến tranh Thế giới thứ hai là một cuộc chiến tranh thế giới bắt đầu từ khoảng 1939 và chấm dứt vào 1945. Cuộc chiến có sự tham gia của đại đa số các quốc gia trên thế giới, bao gồm tất cả các cường quốc. Sự kiện đánh dấu sự bắt đầu của Chiến tranh Thế giới thứ hai là Đức tấn công Ba Lan, Anh, Pháp tuyên chiến với Đức. Cuộc chiến kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của phát xít Đức, Italia, Nhật Bản. Thắng lợi vĩ đại của cuộc chiến thuộc về dân tộc trên thế giới đã kiên cường chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít. Cuộc chiến đã để lại những hậu quả nặng nề như hơn 70 quốc gia với 1,7 tỷ người đã bị lôi cuốn vào cuộc chiến, khoảng hơn 60 triệu người đã chết, 90 triệu người bị tàn phế, thiệt hại vật chất 4.000 tỷ đô la. Chiến tranh đã kết thúc, dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới. 3. So sánh Chiến tranh Thế giới thứ nhất và Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chiến tranh Thế giới thứ nhất và Chiến tranh Thế giới thứ hai có những điểm giống và khác nhau, cụ thể như sau. Điểm giống, cả hai cuộc chiến tranh này bùng nổ đều bắt nguồn từ mâu thuẫn của các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa, khi mâu thuẫn đó đạt đến đỉnh cao không thể giải quyết được dẫn đến chiến tranh bùng nổ. Về tính chất, cả hai cuộc chiến tranh này đều mang tính chất phi nghĩa, gây tổn thất nặng nề về sức người sức của nhân loại, để lại những hậu quả nặng nề. Cả hai cuộc chiến tranh kết thúc thì tất cả tham chiến đều phải gánh chịu những hậu quả tổn thất hết sức nặng nề, cụ thể là thiệt hại về người và của, kinh tế bị tàn phá nặng nề. Điểm khác nhau, phe tham chiến. Chiến tranh Thế giới thứ nhất với sự tham gia của phe liên minh, phe hiệp ước. Phe liên minh gồm Đức, Áo Hung, Italia và phe hiệp ước gồm Anh, Pháp, Nga. Chiến tranh Thế giới thứ hai với sự tham gia của phe phát xít, phe đồng minh. Phe phát xít dẫn đầu là Đức, Italia, Nhật Bản. Phe đồng minh dẫn đầu là Anh, Liên Xô và Mỹ. Thành phần các nước tham chiến gồm Chiến tranh Thế giới thứ nhất, các nước tư bản chủ nghĩa. Chiến tranh Thế giới thứ hai, các nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, Liên Xô. Phạm vi và quy mô. Chiến tranh Thế giới thứ nhất lôi cuốn sự tham gia của hơn 30 quốc gia. Chiến tranh Thế giới thứ hai lôi cuốn sự tham gia của hơn 70 quốc gia. Tính chất. Chiến tranh Thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa ở cả hai bên tham chiến. Chiến tranh Thế giới thứ hai từ tháng 9 1939 đến tháng 6 1941, chiến tranh đế quốc phi nghĩa ở cả hai bên tham chiến. Và từ tháng 6 1941, tính chất của cuộc chiến tranh có sự thay đổi, tính chất phi nghĩa thuộc về các nước phát xít, tính chất chính nghĩa thuộc về lực lượng chống phát xít. Hậu quả,
Chiến tranh Thế giới thứ nhất đã gây ra những thảm họa hết sức nặng nề đối với nhân loại. Khoảng 1,5 tỷ người bị cuốn vào vòng khói lửa, 10 triệu người chết, trên 20 triệu người bị thương. Nền kinh tế châu Âu bị kiệt quệ. Ngoài mất mát về người, các thành phố, làng mạc, đường xá, cầu cống, nhà máy ở châu Âu đều bị phá hủy, thiệt hại vật chất lên tới 338 tỷ đô la. Số tiền các nước tham chiến chi phí cho chiến tranh vào khoảng 85 tỷ đô la. Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của phát xít Đức, Italia và Nhật. Thắng lợi vĩ đại thuộc về các dân tộc trên thế giới đã kiên cường chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít. Hơn 70 quốc gia với hơn 1,7 tỷ người đã bị lôi cuốn vào vòng chiến tranh. Khoảng hơn 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế. Chiến tranh đã kết thúc dẫn đến những biến đổi căn bản tình hình thế giới. Theo dòng lịch sử, hy vọng rằng những chia sẻ từ video ngày hôm nay sẽ giúp quý khán thính giả hiểu rõ về hai cuộc chiến tranh thế giới tàn khốc ở thế kỷ 20.